Chào các con, ngày hôm nay cô Hà Nhi vào với các con ở bài tập tuần 17 các hàm thống kê cơ bản. Trước tiên cô mời các bạn sẽ vào lớp ICT của mình. Sau đó các con vẫn vào mục học phần. Tìm đến tuần 17. Phần thực hành các hàm thống kê cơ bản. Rồi, cô mời các bạn sẽ download file thực hành tuần này của mình xuống. Cách thực hiện download vẫn tương tự như các tuần khác. Các bạn vào File, chọn Save As, chọn Download a Copy. Mình hãy lưu ý là chọn mục lưu trữ của file này. Bước thứ hai, cô mời các bạn truy cập vào office.com. Các bạn hãy sử dụng nút Upload để tải file tài liệu của mình lên. Lúc nãy cô đã save file ở mục Download. Rồi, sau khi mình đã tải được file lên rồi, thì chúng mình hãy đổi luôn tên file này để tránh nhầm lẫn. Ví dụ, cô sẽ đẩy họ vào tên, cô đổi thành tên của cô. Các con đổi thành tên của các con. Rồi, chúng mình sẽ đọc các question. Ngày hôm nay của chúng mình chỉ có 7 question thôi và bài thực hành này chiếm 6 điểm. Question đầu tiên đấy là total number of order. Thì đếm các số lượng đơn hàng trong bảng bên từ A2 tới A21. Nếu chỉ đếm đơn thuần thì mình dùng hàm count. Gõ bằng count mở ngoặc. Dấu bằng như các bạn đã biết là dấu bắt đầu trước cho một hàm một biểu thức. Mình sẽ quét vùng từ A2 tới A21. Con có thể sử dụng thanh công thức ở phía trên, gõ dấu. Sau khi mình gõ xong thì mình hãy ấn đóng dấu đóng ngoặc, ấn Enter. Cứ tiếp theo, sum of total items. Ở trong bảng bên này của mình thì mình lưu ý là mình sẽ có tên của các cột. Number of items chính là số lượng các mặt hàng. Và câu số 2 người ta nói rằng là tính tổng số lượng item trong bảng từ E2 tới E21. Vậy mình sẽ sử dụng cột bà hàm sum bởi vì đây là hàm tính tổng. Hàm sum cho vùng từ E2 tới E21. Mình sẽ quét vùng từ E2 cho tới E21. Đóng ngoặc và Enter. Kết quả của mình đã trả về xong rồi. Câu hỏi số 3, tính số lượng đơn đặt hàng ở Boston trong bảng bên từ A2 tới G21. Vậy mình sẽ dùng hàm COUNTIF với điều kiện cần đếm ở đây là Boston. Mình sẽ quét vùng từ A2 tới G21. Các con có thể quét hoặc mình có thể gõ luôn A22.G21 cũng được. Thì nó sẽ tự động chọn toàn bộ vùng từ A2 tới G21 cho các con. Gõ dấu phẩy. Điều kiện của mình là Boston. Các bạn lưu ý là điều kiện thì nằm trong cặp dấu ngoặc kép. Vậy chúng mình hãy mở ngoặc kép gõ Boston, sau đó đóng ngoặc kép. Để đếm được số lượng chính xác, thì các bạn cần phải gõ cái điều kiện này thật chính xác. Boston có hoa hay không viết hoa, thì mình hãy gõ thật chính xác. Sau khi gõ xong thì hãy ấn Enter. Rồi, mình làm câu hỏi tiếp nữa là câu số 4. Tính số lượng đơn đặt hàng microwave. Vậy thì số lượng đơn đặt hàng cũng nằm ở trong cái vùng bảng từ A2 tới G21 của mình và mình vẫn dùng hàm COUNTIF với điều kiện cần tìm kiếm là microwave. Mình có thể gõ A2 G21 phẩy microwave. Ấn Enter. Đó. Tương tự như vậy, các con hãy đọc các câu hỏi Q5, Q6 và Q7 cũng làm và mình xác định được cái điều kiện tìm kiếm của mình là điều kiện đếm của mình là gì thì mình sẽ điền vào nó. Chúc các bạn làm bài tốt.